Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về cách tháo cây máy ri 7 cộng để thay màn hình này. Cái máy này thì hiện tại giờ cái màn hình nó bị rơi rớt và nó bị đổ mực, mực đen tràn khắp cái màn hình. Và hiện cái màu xanh loang lổ màu xanh này đang mới xanh như thế này, thì hiện tại bây giờ cái màn hình này cần phải thay, cái máy này cần phải thay màn hình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tháo cái màn hình này ra để thay màn hình mới vào. Thì mời các bạn theo dõi mình tháo cái màn hình này ra khỏi máy và thay một cái màn hình mới vào cho cái máy ri 7 cộng này. Thì đầu tiên mình sẽ khò nóng cái màn hình này lên cho cái keo nó mềm ra, rồi mình mới thực hiện tách cái màn hình, lột cái màn hình này ra khỏi cái thân máy này. Bắt đầu tách từ trên cái chỗ gần cái chỗ nút kho này trước, phía cái nút kho này trước. Vì trên cái đầu màn hình phía trên đầu camera này là nó có cái cổ cáp á. Mình làm rất bị ảnh hưởng cái cổ cáp. Nếu như mà cái màn hình còn nguyên, còn đang còn chạy được thì mình né cái đầu cổ cáp này. Thế thì mình đã tách được cái màn hình này ra khỏi cái máy này. Ở đây là cái socket màn hình. Cái máy này người ta đang còn nguồn mà mình đang làm, mình không tắt nguồn nó đi, còn có người gọi tới nè. Đó, máy nó đang đổ chuông đó. Bây giờ mình tách cái socket này ra khỏi cái thân máy này. Đó, tiếp nối với máy và cái màn hình, đây là cái cổ cáp màn hình. Đó. Như thế là mình đã lấy được cái màn hình cũ bị hư ra khỏi cái máy ri 7 cộng này. Đó. Làm cái thay cái màn hình thì mình cũng không cần phải tháo cái máy này ra. Đó. Thì ở đây có những cái con ốc này thì để mình tháo, mình tách cái sườn này ra rồi lấy cái máy ra, nhưng mà cái máy này mình không cần thiết phải tháo máy ra làm gì, do mình thay cái màn hình này không thôi. Thì bây giờ chút nữa mình sẽ lấy cái màn hình mới mình và bỏ vào đây. Ở trên tay mình đã có một cái màn hình mới. Đó. Rồi bây giờ mình tiến hành ráp cái màn hình này vào cho cái máy này. Trước tiên là mình bỏ vào, mình gắn vào để mình test thử cho máy nó, cái màn hình nó chạy như thế nào, rồi mình hãy vào keo cho cái máy luôn. Hình mới nó hiển thị khá là sáng đẹp. Kiểm tra qua cái cảm ứng, rồi qua cái độ sáng, rồi sắc nét của màn hình, mà đặc biệt là cái cảm ứng, coi cảm ứng nó chạy có vấn đề gì không, rồi mình hãy vào keo dính chặt lại với cái máy.
Thế thì mình cảm ứng, mình cái tác cảm ứng bằng cách này thì mình kéo cái một cái ứng dụng nào đó nó chạy khắp trên cái màn hình để mình kiểm tra cái cảm ứng như thế là tốt. Trên đây mình có những cái miếng đó, như vậy mình đã thay cái cho cái máy này, cái màn hình mới đã thành công. Thì bây giờ video cũng tới đây, mình xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công. Máy nó hết pin. Máy nó hết pin rồi, bây giờ mình đã cắm sạc cho nó lên. Video mình xin phép được kết thúc.